Còn về tình hình thời tiết thì hôm nay Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng, nắng mạnh, nhiệt cao. Quý vị cần lưu ý bảo vệ sức khỏe khi vui chơi ngoài trời. Và thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Trưa và đầu giờ chiều nay, nhiều nơi ở Nam Bộ có thể lên 35 đến 36 độ, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh, Long An. Thành phố Cần Thơ và nhiều nơi khác là 34 độ, cũng xấp xỉ mức nắng nóng. Cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể còn nóng hơn từ 1 đến 2 độ, nhất là ở thành phố lớn có hiệu ứng đô thị. Quý vị đi chơi hôm nay cần chú ý nên ưu tiên các hoạt động ở trong nhà, những nơi râm mát từ giờ đến lúc 15 giờ, bởi đây là lúc nóng rát nhất. Uống nhiều nước sẽ giúp cơ thể tránh mệt mỏi. Chọn trang phục sáng màu và rộng rãi, có chất liệu thấm hút mồ hôi để thoải mái khi vận động.